Chào thiên thần bé nhỏ của mẹ. Hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện Halloween cổ tích xứ Ireland. Câu chuyện về chiếc đèn lồng Jack O'Lantern. Vào dịp Halloween, những quả bí ngô được khắc thành hình những chiếc lồng đèn Jack O'Lantern với muôn hình muôn vẻ. Nhưng ý tưởng này từ đâu mà có? Các con có biết về câu chuyện Jack O'Lantern không? Ở Ireland và các quốc đảo Anh, người ta thường khoét rỗng củ cải, củ dên hoặc là khoai tây và dùng chúng để làm đèn lồng. Khi những người di cư Ireland đến Mỹ thì họ đã chuyển đổi từ những chiếc đèn lồng củ cải truyền thống sang quả bí ngô màu cam to lớn và hấp dẫn hơn. Nhưng cũng có một câu chuyện về nhân vật tên là Jack O'Lantern. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nhân vật này để mở đầu cho những giờ kể chuyện Halloween của mẹ ơi kể chuyện năm nay nha. Jack O'Lantern là một cái tên xuất phát từ Ireland và người ta cho rằng nó bắt nguồn từ một thợ rèn hà tiện tên là Jack, người uống quá nhiều và suýt mất linh hồn cho quỷ dữ. Câu chuyện như sau. Vào một đêm Halloween, Jack tình cờ gặp một con quỷ dữ tên là Nick già hay là Sa tăng trong một quán rượu. Sau khi đã uống quá chén, Jack sắp sửa gục ngã. Quỷ dữ đến để lấy linh hồn của Jack, nhưng Jack thuyết phục quỷ dữ rằng anh ta sẽ vui vẻ theo chân hắn xuống địa ngục, chỉ cần được uống thêm một ly cuối cùng. Có điều là tôi không có tiền, Jack nói với quỷ dữ. Nếu ngài có thể biến thành một đồng 6 xu, tôi có thể uống ly của mình và chúng ta sẽ lên đường. Quỷ dữ thích thể hiện khả năng biến hình của mình và đồng ý ngay. Jack chộp lấy đồng 6 xu và bỏ vào ví, không để quỷ dữ thoát ra trong 10 năm. 10 năm sau, khi Jack đang đi qua một vườn cây ăn quả, quỷ dữ lại đến để đòi lại linh hồn của anh ta. Nhưng Jack lại có một mẹo khác. Trước khi ngài đưa tôi đi nhận số phận của mình, anh ta hỏi quỷ dữ, ngài có thể làm một quy ông và hái cho tôi một trong những quả táo đó không? Các con có nghĩ rằng quỷ dữ sẽ nhớ bài học từ lần gặp gỡ trước không? Ngài có thể đứng trên vai của tôi để với được. Trong lúc quỷ dữ còn đang yên lặng, Jack nói. Sau một lúc, quỷ dữ quyết định trèo lên vai của Jack, và trong khi hắn ta đang vươn tay lấy quả táo, Jack nhanh chóng lấy con dao bỏ túi ra và khắc một cây thánh giá lên thân cây. Việc làm đó khiến cho quỷ dữ bị treo lơ lửng giữa không trung. Thả ta xuống, thả ta xuống. Quỷ dữ hét lên. Chỉ nếu ngài hứa rằng sẽ không bao giờ đòi linh hồn của tôi nữa. Jack đáp lại. Quỷ dữ vì bị mắc lừa một lần nữa buộc phải hứa. Một năm sau, Jack chết. Linh hồn của Jack lên thiên đường. Thánh Phêrô từ chối cho Jack vào vì những tội lỗi mà anh ta đã phạm phải. Không còn lựa chọn nào khác, Jack đành phải xin vào địa ngục. Khi nhìn thấy anh ta, quỷ dữ nói, ta không thể phải lời hứa, ta không thể cho anh vào. Jack không có nơi nào để đi. Anh ta trở thành một linh hồn lang thang không mục đích, không chốn đi về. Ít nhất hãy cho tôi một ánh sáng để tôi có thể tìm đường, anh ta nài nỉ quỷ dữ. Quỷ dữ đồng ý và ném một cục than đang cháy từ ngọn lửa địa ngục cho anh ta. Theo truyền thuyết, Jack đặt cục than vào bên trong một củ cải mà anh ta đang ăn, và từ đó anh ta dùng nó để làm đèn lồng lang thang khắp nơi trên trái đất để tìm chốn nghỉ ngơi. Anh ta trở nên nổi tiếng với cái tên Jack của chiếc đèn lồng, hay là Jack O'Lantern. Về sau này, ở nhiều nơi, người ta cũng sử dụng lồng đèn bí ngô Jack O'Lantern như một cách để bảo vệ nhà cửa khỏi các sinh vật không chết trong mùa Halloween. Những người mê tín còn sử dụng chúng để xua đuổi ma cà rồng. Họ nghĩ vậy vì có lời đồn rằng ánh sáng của Jack O'Lantern
là cách để nhận diện Macaron. Và một khi danh tính của Macaron bị phát hiện, chúng sẽ từ bỏ cuộc săn tìm chúng ta. Câu chuyện về chiếc đèn lồng bí ngô Jack O'Lantern đến đây là hết. Còn những con ma cà rồng thì thế nào? Các con hãy đón nghe trong giờ kể chuyện Halloween sau nhé. Hôn con thật dài lên trán. Hẹn gặp con ở câu chuyện sau.